Mình chào các bạn. Thì bữa hôm nay mình làm cái món chuối xào dừa. Rồi nhân tiện mình cũng ghi hình lại để chia sẻ cho các bạn cùng coi nha. Như đầu tiên đó là mình luộc chuối nha các bạn, nhưng mà mình thấy cái khâu này nó lâu cho nên là mình đã làm trước rồi các bạn. Chuối là chuối xứ nha các bạn. Mình luộc khoảng cỡ 10 quả, mình luộc mà cho nó chín mà nó tét ra như vậy này. Khi nó sôi được khoảng cỡ 5-10 phút đó, nó chín tét ra vậy thì mình mới tắt bếp. Chứ nếu mà mình luộc ít quá thì chuối nó chưa có đủ chín thì nó sẽ bị chát đó các bạn. Rồi, mình luộc xong rồi bây giờ mình vớt ra, mình để cho nó nguội rồi mình để mình bóc nha. Vì mình làm chuối xào dừa chứ không phải là chè chuối cho nên là mình phải luộc chuối trước đi vậy á. Để tạm một bên. Rồi. Trong khi đó cái bếp này là mình sẽ bây giờ mình sẽ bắt nước lên để mình luộc bột bán bạn. Vì bột bán nếu mà mình không luộc mà mình nấu chung với nước dừa thì bột bán nó sẽ không có được chín. Trong khi mà mình chờ bột bán nước đó để mình luộc bột bán thì bây giờ mình vắt nước cốt dừa nha. Mình vắt nước cốt dừa thì mình có một cái bao. Cái loại bao này mình vắt thì nó sạch sẽ. Đây. Và bây giờ mình sẽ lấy nước nha các bạn. Mới đầu là mình vắt nước cốt thì mình cho vào một chút xíu nước thôi. Mình bóp nha các bạn. Ngày xưa mà nó chưa có cái đồ bóp này thì mình lấy tay mình bóp rồi mình lấy tay mình bóp sắt dừa các bạn. Nhưng mà bây giờ nó có cái dụng cụ này thì mình làm nó dễ hơn. Thì đầu tiên là mình bắt cái nước này là nó đặc này các bạn. Sẽ xếp nó xuống. Mình sẽ bóp. Rồi mình gạn. Mình lấy cái nước đó ra mình bóp thêm mấy lần nữa các bạn. Mình bóp như vậy là khoảng cỡ 4-5 lần thì cái chất béo trong dừa nó mới ra các bạn. Mình vắt khoảng 3 lần cuối cùng. Thì cái nước nó, cái màu nó cũng nhạt. Mình vắt hết tất cả vừa nước cốt vừa nước dảo mình vắt vô. Mình để nước dừa qua một bên. Mình nhìn qua đây. Cái nồi nước của mình nấu nó cũng đã sôi rồi các bạn này. Và bây giờ mình luộc bột bán nha.
cái bột bán này là mình cũng đã ngâm khoảng cỡ nửa giờ đồng hồ trước rồi, thì nó cũng đã mềm mềm ra đây các bạn. Mình đổ vào luôn. Sau khi mình chờ bột bán nó sôi lại, nó chín á, thì mình chuẩn bị cái những cái thứ mà để mình trộn chung vô với nước dừa này. Thì đầu tiên là mình cho vô nước dừa một xíu muối nha các bạn. Tại vì nếu mà mình không bỏ muối thì cái vị ngọt của nó là nó nhạt nhạt thôi, nhưng mà khi mình bỏ muối vô thì cái vị ngọt nó đậm đà hơn. Rồi tới đường nha các bạn. Cái vì là cái nước dừa này nó phải hơi ngọt ngọt thì khi mà mình chan vô nó mới ngon các bạn. Cho nên mình bỏ múc vô đây thêm mấy muỗng bột năng để cho cái nước nó sánh sánh lại các bạn. Mình đảo đi, mình để cho cái bột nó tan hết. Bột bán này nó là chín này này. Bây giờ mình đổ, mình lọc lấy bột thôi. Vì cái bột bán mình luộc như vậy thì nó đã chín rồi đó các bạn. Thì mình mới bỏ vô chung với nước dừa. Xong hết tất cả thì mình bắt lên bếp mình nấu nè các bạn. Khi mà mình nấu là mình dùng đũa hoặc là muỗng mình quậy để cho bột thì nó không có bị cháy các bạn. Vì bột năng nó nằm trong này. Mình cứ khuấy vậy cho tới khi bột nó chín, nó sôi lên thì được các bạn. Có nhiều người mà người ta nấu cái món này thì người ta cho thêm một cái ống vani hoặc là thêm lá dứa hương để cho nó thơm. Mà mình thì mình nấu không thôi. Trong khi mình nấu mình cũng tranh thủ dọn bớt đi. Cái món này thì cũng có người là người ta làm bằng truy sáp nữa các bạn. Mà bữa nay mình làm bằng truy sứ.
Nếu mình mà không quậy là nó bột nó đọng ở dưới mà nó sẽ bị cháy. Mình cứ quậy thêm một chiều. Mình cũng tranh thủ để giới thiệu cho các bạn luôn là cái mè này là khi hồi là mình đã rang lên rồi nè các bạn. Mè này là mình có thể làm bằng mè và bằng vỏ cũng được. Rồi mình lấy một ít mình giã ra mình để đây để lát nữa mình cho lên lên trên chuối các bạn. Đó, nó cũng đã bắt đầu nó nổi tan tan rồi nè các bạn này. Đó, bắt đầu sôi rồi nè, mình để cho nó sôi đều đều thì cái nước dừa nó mới chín các bạn. Đấy, các bạn thấy khi mà mình bỏ bột bán của mình nấu á, khi mà nó chín cái nó nổi 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 những cái hộp bột bán lên rất đẹp này đó, các bạn thấy nó sôi đều là được rồi đó. Đó, sôi đều rồi. Rồi mình tắt bếp rồi mình để đó ha. Bây giờ mình làm qua cái này. Chuối này thì mình sẽ dùng dao để mình bóc nha các bạn. Chuối này mình cũng luộc cho nó sôi khoảng mấy phút đó. Rồi khi mà mình bóc xong vậy rồi mình cắt nó ra ngoài. Vì chuối già cho nên cái ruột nó đẹp. Chuối này nó là chuối sạch đó các bạn. Vì trồng nhưng mà không có cho phân bón cũng không có thuốc trừ sâu. Vì trong những cái loại mà trái cây thì chuối á, là loại mà nó ít bị những cái con côn trùng á, nó cắn phá cho nên là người ta ít sử dụng những cái loại thuốc trừ sâu đó các bạn. Mình ăn đến đâu thì mình làm đi đến đó ha. Rồi bây giờ mình làm vô để các bạn coi. Đây. Cứ một cái chén như vậy là mình múc khoảng mấy miếng chuối nữa các bạn ha. Mình sẽ múc nước cốt dừa này các bạn, mình chan vô, các bạn thấy những cái bột bán mình chín nó nổi lên rất là đẹp các bạn. Mình có thể mình cắt hết chuối để mình bỏ vô mình đảo vô cũng được, còn không mình ăn đâu mình trộn đi đến đó cũng được các bạn. Vì cái chuối thì nó cũng ngọt mà nước dừa này thì nó cũng có độ ngọt ngọt mặn mặn cũng rất ngon các bạn. Rồi xong rồi là mình cho thêm mỗi một chén thêm ít mè vô nữa. Wow. Đây là rồi các bạn. Mình đã làm nên được những cái chén chè chúa thật ngon này các bạn này. Các bạn thử làm đi, ăn cũng rất là ngon đó các bạn nha. Thôi mình chào các bạn nha.